Anh đầu quầy. Anh cứt. Người Tây bắt tôi ăn gió ăn sương, cướp buốt tay chân những ngày đông rét. Người Tây bắt tôi ăn bát cơm to, uống chén rượu đầy ngất ngây men tình. Người Tây bắt tôi cái bụng thương nhau, trong xóm trong làng như anh em xương máu. Tây bắt tôi ơi, tôi nhớ không nguôi vì phải xa rời ít lâu chưa về. Cứ 5 giờ sáng cả khu phố đều được đánh thức. Cái tiếng nó to lắm, với lại cái giọng nói nó cũng không có được êm dịu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.